Xin được chào đón tất cả mọi người nhé. Thì như hôm trước thì chia sẻ với anh em cái cách mà mình cho ăn phấn cho anh em ạ. Tất nhiên là ở đây thì mình chỉ áp dụng cái con ong ngoại này thôi nha anh em nhé. Nhắc lại với anh em là đang áp dụng cái con ong ngoại thôi. Thế mà thực ra thì mình cũng có theo dõi rồi anh em ạ. Cho nên là đến ngày hôm nay thì mình sẽ mở cho anh em xem cái kết quả của nó đây. Đó, anh em thấy không? Đây này. Thì để mà có cái kết quả nó cụ thể thì bây giờ anh em phải mở cho anh em cơ. Tất nhiên là mình cũng mở rồi anh em ạ. Mình thấy nó khá là ổn cho nên là đến hôm nay thì mình làm hẳn hoi, mình mở ra để cho anh em nhìn thấy thực tế luôn anh em nhé. Không có này, nhiều khi là anh em cứ hay cào phím cho nên là mình mới nói với mọi người rồi là phải làm thì nó mới có kết quả. Chứ còn thì cũng nói thật với anh em luôn là khi mà ta chưa làm ấy thì nó không có kết quả đâu. Đấy, cho nên là ở đây thì anh em phải nhìn thấy thực tế luôn này. Đây nhá, mình sẽ mang cho anh em nhìn thấy đây này. Đó, đây 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 đây, mọi người nhìn thấy nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Ong ăn đây này. Ăn rất là ổn luôn nha anh em nhá. Mọi người thấy chưa? Đó, đây này. Thế cho nên là nếu mà để mà nói mà trong cái môi trường để mà nuôi con ong ngoại thì mình cho rằng cái cách làm này cũng khá là ổn nha anh em nhá. Đây đây. Đấy, tất nhiên là khi mình làm ấy thì phải nói thật với anh em là mình cũng phải biết cách làm chứ không phải là tự nhiên mà nó có được kết quả như này đâu anh em ạ. Làm thế nào để nó vẫn ăn được như này anh em thấy chưa? Nó đây này, anh em vẫn nhìn thấy nó vào, nó đang ăn rất là ổn luôn nha anh em nhá. Thế thì cái cách làm mà để cho con ong nó ăn được ấy thì ở đây anh em phải chọn những cái đàn ong, cái cầu ong này này. Là chọn những cái cầu ong mà tất nhiên đầu tiên nó có những cái người bảo là cho ăn như này nó bẩn thỉu, thế rồi là cho ăn như này nó chết trùng chết nhộng. Thế rồi là nó còn nhiều thứ nữa. Thế nhưng mà thực ra phải nói thật với mọi người là làm cái gì thì mình cũng phải có cái tư duy. Mở cái não của mình ra một tí. Nói ra thì có vẻ là nó hơi tự ái nhưng nó lại là sự thật. Anh em có thấy mình làm tại sao nó được như này không? Thì mình phải biết suy nghĩ một tí. Tức là tư duy nó mở ra một tí anh em ạ. Là mình chọn cái cầu ong ấy. Là anh em phải chọn những cái cầu mà nó đang chứa mặt ở cái chỗ này. Bởi vì cái mùa này thực ra là nó có nhiều cầu trong cái con ong ngoại này. Nó không phải cầu nào nó đẻ đâu mọi người ạ. Nó có cầu phấn này, nó có cầu mật này. Đấy, rồi nó có cầu để nó đẻ. Thế cho nên là mình tìm những cái cầu ở bên ngoài. Bao giờ cái cầu ngoài là cái cầu nó đẻ mật. Thế thì bây giờ mình phải tranh thủ là mình lấy luôn cái cầu đấy. Nó có mật thì bây giờ mình cho vào. Thế là cái phấn này nó khô, nó làm cái là nó vào nó ướt ngay đúng không mọi người thấy chưa? Cho nên con ong đây này. Anh em thấy chưa? Nó đang ăn đây này. Mình mang ra ngoài nó vẫn ăn như thường. Thế cho nên cái cách làm này mình đánh giá là nó rất là hiệu quả. Đấy. Cái thứ nhất là nó nhanh. Chứ còn anh em cứ tưởng tượng cứ vài hôm xong lại đi hòa, đi xì, đi nhão xong bắt đầu là mình rồi là mình lại gì nhỉ? Lại hòa xong mình lại cho đi lại đi dùng súng mình xịt thì nó rất là mất thời gian. Vì lý do như vậy mà mình làm như này mình đánh giá là nó khá là khả quan cho nên tại sao có những người lại bảo là đi cho vào trong giữa. Tại vì nó bây giờ muốn phấn thì bây giờ nó cái phấn này thực ra là mọi người phải hiểu là gì? Là cái để nó nuôi cho con trùng. Vậy thì mình phải mang đến nó giống như mình thôi. Mình muốn ăn nhanh thì mình phải đưa đến cái chỗ nào mà nó nhanh, nó thuận tiện nhất. Thì những cái cầu nào ấy từ cái này thực ra là anh em chưa nuôi ong ngoại cho nên là anh em cũng chưa hiểu được vấn đề đâu. Thế còn thông thường thực tế của nó ở đây như này này. Là con ong ngoại nó cũng thế thôi. Nó có những cầu nó đẻ, nó có những cái cầu nó không đẻ đâu anh em ạ. Đấy, thế cho nên là và đặc biệt là cái mùa nắng này nữa. Cho nên là con ong ngoại này anh em phải xem, mình xem rất là nhiều rồi cho nên là mình thấy người ta nó có cầu nào là cầu nhộng, cầu nào cầu trùng, cầu nào là cầu, nó có vị trí của nó luôn nha anh em nhé. Thế cho nên là mình làm như vậy nó mới ok đấy anh em. Chứ còn nếu mà không thì không phải là cứ đi mang vào cái cầu mà nó đang có trùng có nhộng rồi thì đi vùi nó vào đấy, không có ai làm như vậy cả anh em ạ. Cho nên là mình làm vậy nhưng mà mình trước khi làm là mình cũng phải tư duy một tí. Thế nên là hiện tại bây giờ nếu mình làm như này mình thấy nó khá là ổn rồi. Thế còn con ong nội thì chưa biết như nào thì bây giờ phải làm con ong ngoại, trên con ong ngoại đã. Thế sau khi con ong ngoại nó khá ổn rồi thì bắt đầu lúc đó thì mình sẽ tính lên sang đến con ong nội. Thì phải thử đi ạ. Tất cả mọi thứ là phải hành động rồi nó mới có kết quả nha anh em nhá. Nói lại là phải hành động thì nó mới ra được kết quả. Đây đúng không ạ? Mọi người thấy chưa? Nó ăn đây này. Nó đang ăn, bắt đầu nó ăn từ ngoài nó ăn vào đây này anh em thấy chưa? Đấy. Ngoài ăn ra thì nó còn lấy để nó còn nuôi trùng nữa mà. Thấy chưa? Thế thì tất nhiên là trong cái này thì nó có những cái lỗ nó sẽ có mật, có những cái lỗ nó không có mật. Cái lỗ không có mật thì sau này rồi nó cũng sẽ đây này, như bên này nó khô hơn một chút thì con ong nó vẫn đến nó ăn đấy anh em có thấy chưa? Đấy.
Cho nên là cái hình thức này thì mình đánh giá là khá là ổn. Tất nhiên là ở đây cái cầu này là cầu thứ hai rồi, mình làm đến cầu thứ hai để cho nó ăn rồi anh em ạ. Đấy, chứ không phải là cầu thứ nhất nữa đâu. Cho nên là nếu như để mà nói mà con ong ngoại mà đưa cái phi vụ này vào là mình nghĩ là ổn này. Đây này. Thấy chưa? Đấy, mọi người em cứ bảo không ổn này. Ông thì bảo là bẩn này. Ông thì bảo là mất vệ sinh này, ông thì thế nọ, ông thì thế kia, thấy chưa? Đấy. Cho nên là cái cách làm nói chung là nó quan trọng lắm anh em ạ. Thì đấy là cái nội dung ngày hôm nay mà muốn chia sẻ gửi đến anh em mọi người nhé. Sau cái ca này thì khả năng là anh em cũng sẽ thử thí nghiệm trên con ong nội anh em ạ. Khi mà con ong nội nó thành công rồi thì là sẽ gửi phổ biến lên anh em. Tất nhiên là con ong nội nó cũng thế thôi anh em ạ. Chẳng con ong nào, con ong nội, con ong ngoại thì nó cũng đều giống nhau thôi chủ. Nhiều anh em cứ bảo là gì, riêng ong nội mà cho ăn là nó sẽ bốc bay, nhưng mà rồi mình sẽ làm cho nó không bốc bay được anh em ạ. Tất nhiên là muốn làm gì thì mình phải thử nghiệm. Bây giờ mình thử ít, sau đó mình từ ít thì mình mới nhân rộng được chứ đúng không anh em. Đấy, chứ không có phải là cứ bụp một cái mình đưa vào, mình chưa gì mình đã áp dụng tất cả như vậy thì không ổn. Cho nên là phải cái gì cũng phải thử làm. Làm đi đã rồi nó có kết quả thì bắt đầu mình hãy nói. Chứ còn chưa làm mà cứ đi nghe người ta nói không được đâu như nọ kia, cũng kiểu bao nhiêu người đấy. Ngay ban đầu cứ bảo là nuôi ong nội với ong ngoại gần nhau thì nó đánh nhau, nó cướp nhau rồi nó giết nhau, nhưng mà thực tế nó có giết đâu, nó có cắn đâu. Đúng không anh em? Đây. Cho nên đây này, ông ngoại đây này anh em này. Đấy. Nha. Đây, câu trả lời cho anh em chưa? Ong nội đây. Đây ong nội đây này, đây. Đây. Đây anh em ạ. Đây nha. Video không phải cắt, phải ghép gì luôn nha anh em nhá. Đấy, gần cạnh nhau là nó có sao đâu. Cho nên là mình đừng có nghe người ta nói mà mình phải làm đi rồi sau đó mình hãy nói, thì lúc đấy nó mới kết quả, nó mới thuyết phục được người khác. Chứ còn mình muốn thuyết phục người khác mà mình nói theo kiểu một đường làm một nẻo thì không bao giờ được. Thì đấy là cái lý do mà cũng muốn là chia sẻ cho mọi người. Thì thôi tiện đây mở cho anh em xem đây này. À, ong nội đây anh em nhá. Đây. Đây cũng là một con chúa già đây anh em này. Con chúa này thực ra hôm trước nó mất, mình đi xin sau mình chẳng thay nữa luôn. Ong này vượt hè có chuẩn không anh em? Đây này. Đấy. Này. Đấy, bây giờ mình sẽ lại cho ăn tiếp. Thế thì đến cái tầm này rồi thì còn có cái gì mà phải lo nữa đâu đúng không? Thôi thôi đừng khói vừa thôi con. Khói lại thôi. Cái nên là đừng có xem rồi nhưng mà lại phải hành động anh em ạ. Đây này. Thấy chưa? Ong ổn không? Nào, cầu ngoài vẫn đẻ nhá. Đây, chúa đây. Này. Cho nên là phải đầu tư anh em ạ. Không bao giờ có cái gì mà không đầu tư mà nó có đâu anh em ạ. Làm gì thì làm, nói chung là muốn thành công được hay không, muốn giữ được nó hay không thì nó phải có đầu tư. Chứ còn không có đầu tư là không ổn rồi anh em ạ. Nha. Cái đây là thực tế đây đúng không? Đấy một đàn nhá. Đây một đàn đây anh em này. Đấy. Thế như vậy thì từ đây để giải thích cho anh em được rằng là ong nội và ong ngoại nuôi kể cả trên một vườn vẫn không sao nha anh em nhá. Đấy. Có sao đâu. Đấy, mọi người cứ nói nọ nói kia đây đúng không ạ? Không được. Đây anh em nuôi được đấy nhá. Đấy, ong đẹp không? Cho nên là anh em phải làm đi đã, rồi anh em hãy nói, đừng có nghe người ta nói rồi mình lại không làm. Rồi là cứ bảo nuôi ong ngoại phải di chuyển, em sẽ nuôi ong ngoại không phải di chuyển cho anh em luôn. Anh em ạ, thì đấy là cái nội dung muốn làm chia sẻ cho anh em ngày hôm nay nhá. Một lần nữa lại được cảm ơn tất cả anh em mọi người xem video thấy hay thì nhớ nhấn like, chia sẻ cho mọi người nhá anh em nhá. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt mọi người.